Yên. Qua đây. Hay. Độc lạ chú chó yêu văn nghệ, mỗi lần mở bài tủ lên là hào hứng hát theo không trượt phát nào. Ánh mắt long lanh đầy hào hứng, giọng hát quảng tám trong trẻo hoanh vàng. Chỉ cần nhạc nổi lên là bất chấp không gian, thời gian và ngôn ngữ. Chú chó gần đây gây sốt trên mạng xã hội với tài năng thẩm thấu âm nhạc và những màn khoe chất giọng cực chất khiến cho cả cộng đồng mạng phải chao đảo. Đặc biệt, không cần biết răng rong chơi ở đâu, khi bài nhạc tủ được phát lên thì chú chó sẽ chạy ngay về nhà và hú theo không sai một nhịp, thậm chí còn có thể lên được cả quảng tám không một chút khó khăn. Hay. Nữa, lại nữa. Cái lên. Hay quá. Tiếp. Khoảnh khắc chú chó hòa giọng trong bài nhạc sở trường của mình đã khiến cho nhiều người vô cùng thích thú. Một số bình luận được mọi người chia sẻ lại: hát hay quá chừng, không thể để bỏ phí tài năng này được, đăng ký đi thi The Voice liền cho chị. Nốt vừa rồi khả năng tới khoảng 8 luôn rồi. Cho hỏi bé ở nhà học thanh nhạc hay nhạc diễn ra ạ? Đam mê ca hát nhưng lại chưa kịp học ngôn ngữ loài người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.